Anh cắt luôn nhé. Em cắt theo phương án nào nhỉ? Có 3 phương án nhé. Các máy thì nó rất là nhanh, đều, tường rất thẩm mỹ. Thế nhưng mà có một tỷ lệ nó sẽ là nó bị nhiễm trùng. Các máy nó có cái ghim sắt mà. Thế cho nên mình muốn vệ sinh cũng không vệ sinh được. Thế thì nó khoảng 20% mình có thể bị nhiễm trùng. Trùng thì em kháng sinh phải dùng lâu một chút. Thế và có thể là sẽ có thể nó lại không được đẹp. Nhiễm trùng thì sẽ trùng lại không đẹp. Thế còn phương án thứ hai là người ta sẽ cắt bằng cái laser, bằng giáo điện. Người ta sẽ cắt bỏ nó ra thừa thì sẽ không làm tay thôi. Thì nó mất thời gian hơn, tức là máy nó mất khoảng 10 phút thôi. Cắt bằng phương án kia thì nó mất khoảng nửa tiếng. Đấy, và khâu khéo nhưng nó không đều máy được. Máy 10 điểm thì nó tầm 8-9 điểm thôi. Đấy, nhưng mà nó gần như nó không bao giờ bị nhiễm trùng. Và nó cũng ổn định 8-9 điểm như thế. Đấy, còn phương án thứ ba là mình cắt bằng máy. Đấy, nhưng mà tháo nghiêm khâu lại bằng tay thì nó sẽ được hai ưu điểm của hai phương pháp kia. Nó vừa thẩm mỹ hơn mà nó ít nhiễm trùng. Chi phí thì sao? Chi phí thì cắt bằng máy thì nó hết 5,5 triệu. Cắt bằng laser thì 6 triệu. Còn cắt phương án cuối thì nó hết 7 triệu. Thường thì nếu em một cắt bằng cái laser cũng được, không điều kiện thì cắt bằng phương án thứ hai được mà. Anh cắt thì yên tâm. Của bác nó bị bán hẹp bao quy đầu. Bình thường thì vẫn lộn là được, nhưng mà lúc cương lộn ra nó bị thắt lại. Thì nếu mà bằng trước bạn bảo bạn quan hệ không dùng bao thì may không đi cấp cứu. Ngày xưa người ta hay đi cấp cứu cái trò này lắm. Tại vì ngày xưa người ta hẹp, bán hẹp nhiều lắm. Nhưng bây giờ người ta cắt từ sớm rồi nên nó ít đi. Còn ngày xưa cái hồi anh còn đi học 15 năm trước được cấp cứu nhiều. Đấy, trên này thì bạn ấy bị dễ lên này thì bạn cũng ít dùng. Cái mặt nó rất là mỏng. Chị sắp bị tức rồi. Thôi mình vừa cắt bao đầu trong một trình nam 22 tuổi bạn ạ. Bạn thấy hẹp bao quy đầu. Đây là kết quả sau khi mình vừa cắt rồi. Nếu bạn thấy là kết quả quá đẹp nhỉ. Bạn thấy không? Hãm dây hãm, sửa dây hãm luôn. Đẹp hơn cắt máy nhiều.